Thưa quý vị, lực lượng duyên hải Venezuela tìm thấy những mảnh vụn từ chiếc máy bay tư nhân chuyên chở giám đốc thời trang Missoni, tin tổng hợp từ Venezuela. Hôm thứ Ba, cơ quan chức năng địa phương thông báo lực lượng tìm kiếm và cứu hộ ở miền duyên hải Venezuela đã tìm thấy những mảnh vụn từ chiếc phi cơ bị mất tích. Nguyên nhân chính dẫn đến sự việc chiếc máy bay bị rớt đó là thời tiết xấu. Chiếc phản lực cơ đã bay vào một cơn giông đang tiến vào miền duyên hải Venezuela. Chiếc phản lực cơ mang 6 người, bao gồm 2 viên phi công, vợ chồng giám đốc thời trang Missoni và cặp vợ chồng đồng nghiệp khác. Vẫn chưa có các tin tức về số phận của 6 nhân sự xấu số trên. Với những cơn gió mạnh ngoài biển, lực lượng cứu hộ rất khó khăn tiến gần tới các mảnh vụn thân máy bay. Tuy vậy, cũng trong mọi cố gắng để tìm kiếm thi thể của các nạn nhân. Chiếc máy bay vừa rời khỏi khu vực nghỉ mát nổi tiếng Los Broques và thời gian không lâu sau đó đã biến mất trên màn ảnh radar. Ông Vittorio Missoni là người con trai lớn nhất, hiện đang giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành công ty thời trang nổi tiếng Missoni. Bản thân ông Vittorio rất thích chơi thể thao và luôn nở nụ cười trên môi. Trước sự mất tích của ông Vittorio, công ty thời trang Missoni vẫn tiến hành các chương trình biểu diễn thời trang vào ngày 13 tháng 1 sắp tới, nhưng các thành viên trong gia đình sẽ không tham dự buổi biểu diễn thời trang này vì quan tâm tới sự mất tích của cặp vợ chồng Vittorio Missoni. Theo báo cáo, công ty Missoni đã kiếm lợi nhuận 91 triệu Mỹ Kim vào năm 2011 trong mặt hàng buôn bán thời trang.